Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2020. Bạn Đức Vinh thân mến, mình là Hoàng Vinh đây, cậu có nhớ mình không? Mình chỉ rất nhớ cậu nên hôm nay là thứ bảy, mình tranh thủ viết thư thăm hỏi để thăm hỏi cậu đây. Mình và cậu đã học chung được 3 năm rồi nhỉ? Và chúng ta xa nhau cũng gần 6 tháng rồi. Không biết dạo này cậu có khỏe không? Tình hình học tập từ đầu năm đến giờ thế nào rồi? Lớp mình năm nay có gì vui không? Các bạn lớp mình cũng khỏe mạnh cả chứ? Chứ mình gửi lời chúc sức khỏe đến các bạn trong lớp nhé. Mình rất nhớ các bạn, trường lớp và cô thầy. Mong một ngày mình sẽ qua lại để được thăm tất cả. Và phần mình thì vẫn khỏe, mình đã làm quen được với ngôi trường mới. Mình là học sinh mới duy nhất của lớp, nên được các bạn và thầy cô hết mực quan tâm giúp đỡ. Sự thân thiện của cô giáo và sự nhiệt tình của các bạn đã giúp mình bớt đi cảm giác bỡ ngỡ. Đức Vinh ơi, mình kể cho bạn nghe chuyện này nhé. Mình ước mơ sẽ trở thành bác sĩ đúng không nào? Tháng trước mình đi cùng mẹ vào bệnh viện Nhi Đồng 1 để thăm một em bé mắc kẹt qua Kawasaki. Bệnh này là một bệnh nhiễm trùng máu rất nặng đối với trẻ em, có thể dẫn đến tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời. Nhìn các em khóc lóc và đau đớn làm tim mình thắt lại. Sau lần ấy, ước mơ trở thành bác sĩ ngay trong mình ngày càng mãnh liệt hơn. Để trở thành bác sĩ giỏi, mình cần cố gắng học thật tốt để đạt được ước mơ của mình. Đức Vinh có thể kể cho mình nghe ước mơ của bạn cho mình nghe được không? Trên đây và dòng tâm sự của mình gửi đến bạn. Chúc bạn luôn học giỏi, chăm ngoan và sống hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn bạn vì đã luôn lắng nghe tâm sự của mình. Mong sớm nhận thư hồi âm của bạn. Bạn thân của Đức Vinh ký tên